Dạ vâng, rất là cảm ơn anh Huỳnh Tấn Đức đã quan tâm đến trên địa bàn xã Kim Linh, đặc biệt là xã còn rất nhiều cái khó khăn và thiếu thốn rất nhiều cái cơ sở vật chất như là trường học cũng như là các hạ tầng giao thông nông thôn. Thay mặt cho các thầy cô giáo và các em học sinh ở trường trung học cơ sở Kim Linh, xin cái cảm ơn tình cảm, tấm lòng của chú Huỳnh Tấn Đức đã gửi tới các em học sinh 14 cái giường tầng, và 14 cái giường tầng này sẽ là phục vụ cho các em, để các em an tâm học tập tại trường để các em có kết quả học tập tốt nhất. Xin chào tất cả các bạn nhé, đã quay trở lại với kênh của mình và mình là Nguyễn Tất Thắng. Hiện giờ thì mình đang trên đường đi vào xã Kim Linh. Một cái tin rất là vui cho trường trung học cơ sở xã Kim Linh sẽ nhận được 14 cái giường của chú Huỳnh Tấn Đức. Đấy là cho các con ngủ, giường là giường tầng thì là sẽ có 28 cháu sẽ được ngủ trên cái giường mà chú Huỳnh Tấn Đức từ nước ngoài gửi về. Đấy là một trong những cái người mà đã giúp đỡ rất nhiều trong kênh YouTube của Nguyễn Tất Thắng, là 28 cái giường nữa cho các con được ngủ. Thì bây giờ Thắng đang trên đường vào, thì sáng nay là bên công ty đó họ đã lắp đặt rồi. Đó, thì là thấy nói cũng đã lắp đặt xong và rất sạch sẽ và đẹp gọn gàng cho các con. Và cũng qua đây thì Thắng cũng xin cảm ơn chú Huỳnh Tấn Đức và cô Lan Nguyễn là vợ của chú. Đấy là một cái sự đồng cảm và quan tâm đến cho những cái cháu nhỏ ở trên vùng cao, vùng biên cương của Tổ quốc Hà Giang này. Đó là đã dành được những cái phần quà về cho các cháu rất là ý nghĩa, trong những lo về những cái giấc ngủ cho các cháu khi ở lại trường, lưu trú qua 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 đêm tại trường. Đấy là qua đây thì Thắng xin chân thành cảm ơn vợ chồng cô chú và chúc cho cô chú một cái sức khỏe dồi dào, hạnh phúc. Đấy, và rất mong được đón chú tại Việt Nam khi nào chú về quê nhà. Đấy, thì hiện giờ thì đang dịch giã thì không biết bao giờ chú mới về được, nhưng mà Thắng cũng, vợ chồng Tất Thắng cũng rất mong rằng là chú về để Thắng được đón và đưa chú đi chơi tham quan những cái thắng cảnh nổi tiếng của Hà Giang cũng như ở Việt Nam. Đấy, bây giờ thì Thắng sẽ đi thẳng vào trong đó luôn để xem là cái giường của chú Huỳnh Tấn Đức gửi tặng cho các con nó đẹp như thế nào và nó có ý nghĩa và thiết thực hay không. Sáng nay thì cô giáo hiệu trưởng đã nhận được giường rồi, lắp đặt xong xuôi hết rồi, ngon nghẻ rồi. Đó, mà bây giờ thì Thắng đi vào đó luôn. Đẹp quá. Chưa? Vâng. Bên này thì đây bên này là đây 1 2 3 4 5 6 6 phòng. 6 6 cái này không, cái này là 4 6 cái này 6 18, được 18 em. Có Vâng. một ô được 3 em ngủ. Vâng. Ba em bé mà. Còn bên kia chị? Thế là được 2 phòng ạ. Được 2 phòng. Vâng. Hay quá. Tính tính rồi, thắng chị tính thì mà thích thế. Vâng. Đây. À. Của chị cũng bên Đẹp. này cũng thế. Đẹp Bên quá này là rồi. 24 em. Vâng. 24 em thì là cái này đây nhá. Chương trình của chú Huỳnh Tấn Đức giúp cho trường cấp 2 ở xã Kim Linh. Đấy, 14 cái giường thì được 2 phòng. Hôm trước thì có nói với cả chị hiệu trưởng thì cứ nghĩ là 10 khoảng 20 cái là nó sẽ đủ, nhưng mà bên kia là còn khoảng thiếu bao nhiêu cái nữa chị nhỉ? bằng như này. Cũng 14 cái nữa. Thế là Bằng khoảng 14 cái nữa. Đấy. Nếu các bác nào quan tâm được nữa thì tí nữa Thắng sẽ quay ở cái hai cái phòng thiếu kia. Thế là tổng là khoảng 28 cái là sẽ đủ ạ. 28 có được 14 cái rồi. Vâng. Có nghĩa đây là chú Đức là đã giúp được một nửa. Thế hôm trước là cứ nghĩ là chú Huỳnh Tấn Đức này là giúp như này là đủ cho các cháu nằm hết. Đấy, nhưng mà hiện giờ thì thế là vẫn đang thiếu khoảng 14 giường nữa. Đấy, bác nào có thể giúp được. Cái này thì là như này là nằm luôn vào đây luôn ạ. Cho Đấy. chiếu À. chưa kịp mua chiếu vì hôm nay là không biết nó kích cỡ như nào ấy, À. tôi cảm có chiếu hết sáu vào đây Vâng. là ba em À, chiếu một một giường này là giải luôn một mét một, sáu một chiếu mét 6. vô À. sinh rất đẹp, Vâng. rất Đây là này phù là hợp với lại trường. Vâng. Đấy là các con ngủ như này là quá đảm bảo rồi. Đây, nhiều bác bảo là không có cái chắn à. Đây là cái này họ lắp vào đây rồi nhá. Là có chắn đàng hoàng. Đấy, ngủ không bị rơi. Toàn.
và rất là chắc chắn. Đấy, nằm như này thì các cháu là tách biệt luôn. Anh là bên lắp đặt nhỉ? À. Đó. Đây là tí nữa thì các cháu sẽ nhận, chắc là đã nhận giường đây hết rồi. Ở bên kia là còn buồng này, theo tháng quan sát là buồng của các cháu gái thôi. Đấy, rất là thoáng mát sạch sẽ. Đây là buồng của các cháu ngủ. Vâng. Chào Messi Cucu. Chào chị. Vâng. À, hai buồng này là của con gái hết là chị? À, thế còn bên của nam đâu ạ? À. Vâng. Thế là trước là các cháu là ngủ vẫn ngủ như bên nam này đấy. À, đây là khu vực của nam nhưng mà chưa có giường. À, các cháu đang thế là mấy cái nữ mới được thôi. Chào nhá. Rồi. Đây, bình thường thì các con vẫn ngủ như thế này. Ngủ như này nó rất là ấy. Vâng. Thế là không được gọn gàng. Mình rồi. Rèn được cho các em nó ngăn nắp. Không. Vâng. Của cá nhân đấy. Rồi. Thế là con bên kia ấy thì nó sẽ các em nó rèn ngay từ ban đầu sáng sớm dậy về là 20 cái thì đủ. Thế còn khoảng bao nhiêu cái nữa chị ạ? À? Dao động từ 15 đến 20. À. Mình sẽ sắp xếp. Vâng, 15, nếu mà 20 thì đủ 2 em một giường. Thế còn nếu như mà 14, 15 thì phải ghép. Vâng. 6 em 4 giường. Vâng. Đội lớn lớn này ghép. 6 em 2 giường. Khó. Vâng, 6 thì ghép được. Thế còn nếu như mà phòng nam này mà cần thì chỉ cần đúng 20 chiếc nữa vì có 40 em mà. 20 chiếc nữa. Trong này là có 40 em học sinh nam. Vâng. Thì mỗi giường là 2 tầng. Em. Thế là cần khoảng 40 giường nữa. 20 giường cho 40 em nữa. Vâng. Thế đây là phòng của nam, là đây là đang nằm 40 em chỗ này ạ. 40 em đấy. À, 40 em mà nằm ở trong phòng này ạ. Cứ 2 em một phản. Ở xa là về chỉ có 20 cái phản mà, cũng đủ chỗ nhưng mà nó hơi chật, nhìn nó không được gọn gàng. Vâng, vâng. Ngủ như này là thứ nhất không phải là gọn gàng mà cả vấn đề bệnh ngoài da nó rất là dễ lây truyền. Rồi. Vâng. Nhưng ngủ đơn thì em nào em đấy nó vệ sinh cá nhân thì nó sẽ tốt hơn. Vâng, vâng. Thế là qua đây thì các bạn biết rồi rằng là nếu mà các bác nào có thể giang tay giúp đỡ được trường nữa cho các em học sinh nam có khoảng tầm độ 20 giường nữa để cho các cháu là không phải ngủ như thế này. Đấy thì rất cảm ơn. Đấy, thế là đầu tiên là trước mắt là đã có được phòng của nữ rồi. Được 14 giường cho 28 em nữ ngủ ở bên kia là hai buồng. Đấy, còn bên khu vực của nam này thì các cháu hiện giờ vẫn đang phải nằm phản và nằm độ dày rất là dày. Đấy, thế là bác nào mà giúp đỡ được thì hãy alo cho Thắng để giúp cho trường cấp 2 ở xã Kim Linh. Đấy, được thêm khoảng 20 giường nữa. Đấy. À, không cứ là phải một mình một bác nào là giúp luôn là 20 giường, cứ giúp được bác nào giúp được một giường, hai giường thì cũng gửi về cho Thắng để Thắng sẽ chuyển được cái khoảng tầm độ 20 giường nữa đó đến cho các cháu ngủ cho nó sạch sẽ và đảm bảo đấy về đêm hôm, tại vì cứ cuối tuần thì các cháu mới được về đấy, là ngủ ở đây cả tuần, ăn học ở đây đấy, ăn uống ở đây đấy, các bác quan sát được rồi. Bây giờ thì Thắng sẽ cái số tiền mà gửi chú Đức gửi về là 28 triệu 200 thì chú ấy có nhờ chuyển giúp 1 triệu đến cho con trai của Thắng là 1 triệu hôm sinh nhật. Còn đâu là 27 triệu 300 thì Thắng sẽ chuyển lại cho cái đội lắp đặt giường. Đấy là bên họ đây là tính là 1.950.000 một chiếc giường này có bao vận chuyển và lắp đặt và in chữ giá, đấy giá ưu đãi đấy. Vâng, thế là Thắng sẽ tìm cái anh lắp đặt và giao cái số tiền đó đấy. Thế là tại sao là nhiều bác lại bảo là sao phải như vậy thì là đây là công khai cho để chú Đức và mọi người biết được đấy, cũng như là nhiều người biết được đấy là cái sự giúp đỡ của họ về đây là cái giá tiền nó như thế nào. Đấy.
đây là cái người đây đó. Có tên luôn của bác thì có họ bên công ty đó họ in luôn cho tên mà. Vâng. Ước đi gọi cái anh lắp đặt giường đâu trường ấy đấy chị Hà. Giường nội trú nó vẫn còn là dùng cái giường gỗ rồi đấy. Thế ạ. À, cái số chị là số phản nhưng mà mình không cần dụng để đấy nhé. Miên. Cần dụng để cho điểm trường dưới kia để nó có chỗ làm dưới kia. Đâu, anh à? Vâng, vâng, đây anh ơi, anh vào đây luôn rồi. Đấy. Ui dồi ôi, rộng quá. Cái này là của anh là hôm trước là em đã đưa 5 triệu rồi. Bây 22 triệu 300 nữa. Cái này thì hôm đó em cầm rồi có một cái rồi. Quá đẹp, nhìn này nó gọn gàng, sạch sẽ, đẹp. 22 triệu 300 đâu. Cái này Trong màn thì thoải mái nhỉ. Rồi, cảm ơn anh nhé. Thế vào từ mấy giờ? À, từ lúc 8 rưỡi anh. 8 rưỡi à? Lắp xong mấy giờ? 10. À, được rồi. Thế em cảm ơn rất nhiều. Hai anh à? Cả lái xe ra. À, cả lái xe ra rồi. Vâng, vâng. Thế là đã trao nốt cái số tiền của chú Huỳnh Tấn Đức cho cái bên công ty lắp đặt rồi nhé. Họ in chữ đàng hoàng đây. Huỳnh Tấn Đức tặng cho các con học. Đấy. Bây giờ thì sạch sẽ và thoáng mát rồi, khu vực của nữ. Đấy, bác nào mà giúp được nữa thì hãy gọi điện lại cho Thắng, alo cho Thắng để có những cái chương trình thật sự ý nghĩa cho mầm non tương lai của xã Kim Linh. Đó, rất là sạch và đẹp. Đấy, họ có thể đã sắm được những cái giường, cái khu vực như này rồi, nhưng mà còn cái khu vực cái phản ấy thì nhìn các bạn rồi. Thấy nó không được gọn gàng và sạch sẽ và nó có rất nhiều cái thứ liên quan đến cá nhân của các học sinh xuống lên đây ở. Nên được như này là rất là tốt. Đó. Và thoáng mát sạch sẽ. Đấy. Đấy, thế là chương trình của chú Huỳnh Tấn Đức thì Thắng đã mang được vào tận nơi rồi. Đấy, rất là ý nghĩa cho các cháu. Thế, qua đây thì anh Nhu có muốn nói gì không? Dạ vâng, rất là cảm ơn anh Huỳnh Tấn Đức đã quan tâm đến trên địa bàn xã Kim Linh, đặc biệt là xã còn rất nhiều cái khó khăn và thiếu thốn rất nhiều cái cơ sở vật chất như là trường học cũng như là các hạ tầng giao thông nông thôn. Rất mong là tiếp tục nhận được sự quan tâm của các mạnh thường quân để giúp đỡ xã Kim Linh ngày càng phát triển cũng như là sớm được thoát cái cảnh khó khăn cũng như là đói nghèo. Đấy, cảm ơn anh Nhu nhé. Qua đây thì anh Nhu cũng đại diện cho chính quyền xã cũng có mặt ở đây. Đấy, và cảm ơn đến chú Huỳnh Tấn Đức và cũng rất mong được nhận được nhiều cái sự ủng hộ hơn nữa của các mạnh thường quân đến xã Kim Linh về cơ sở vật chất hạ tầng. Tại vì là do những cái điều kiện chu cấp hay là những cái ấy của nhà nước nó vẫn còn hạn chế. Đấy, và còn xã còn rất là nghèo. Đấy. Rất ít những cái doanh nghiệp cơ sở đóng chân trên địa bàn phát triển để giúp được ủng hộ đấy.
từ những cái chăn chiếu này thôi, nhưng mà cũng là đều là xã hội hóa. Nếu không có và giày dép không đây thể là huy động học sinh về đến trường học. Đó, đây này. Đấy, mình không đủ. Cái này cũng là xã hội hóa hết, là nhờ được các nhà hảo tâm Mạnh Thường Quân về đây giúp đỡ những cái chiếc chăn này đấy. Cả cái này cũng thế. Đấy. Đấy, cả những cái giá để giày để dép của các con này là cũng vậy. Được tủ tiết để nó sẽ gọn hơn, mỗi em một ngăn. À. Ngày xưa anh là anh học nội trú. À. Thứ một đơn ra là nhiều cái hòm nó đóng rất là gọn. À. Đấy, như này là đáng nhẽ là phải ngăn lại như này đúng không? Xong có một nhưng cái khóa phải không? Thì lại chả cần khóa đâu. Thế à? Riêng. À, nói chung là đây là để như này là mỗi cái này là của một cháu ạ. À? Của một em đấy. À. Cái này là của một em. Vâng. À. À, thời điểm đấy không có tiền, bây giờ ngăn này nó lại nhiều tiền chẳng hạn đấy. Vâng. Tận dụng các. Cái này là cũng là họ về đây giúp đỡ. Vâng. Cái này là cái alu. Xã hội hóa hết. Các thầy cô giáo tự bắn vào. Thế à? Vâng. Ở đây thôn bản nó xa, đâm ra là nếu như mà để cho học sinh mà ở nhà để đến trường cũng là cả quá trình rất là khó khăn. Vâng. Có một số em đi lại lại, cuối cùng là một là đi muộn, hai là nhiều em lại không đến trường đầy đủ. Vâng, vâng. Số. Đấy. Thế là vận động xã hội hóa để làm sao nó đảm bảo được cơ sở vật chất để phục vụ cho các em học tập tốt hơn. Cái đấy phải thả rắn đầu hai rắn đầu ba, và đấy nó ở độ cao, nó không ở ấy đâu. Cái gì anh? Cái con rùa kia. À, rùa kia cho xì sáng nay đi thả rồi. À, phóng sinh trên kia đúng không? Rùa kia nó chỉ ở điều kiện tự nhiên cao thôi. Vâng vâng. Ở rừng già ấy. Sáng nay tối hôm qua về nó úp vào cái rổ. À. Vâng. Sáng nay đi thả. Đấy là phải trực tiếp chú thả nó mới... Nhưng mà tối hôm qua tối rồi anh ạ. Mà phải đi vào rừng mới thả được. Phải thì em phải bảo dặn xì, nhưng thì sáng ngày làm sao mà đi em đi lên để thả vào rừng được. Đấy. Lúc đầu là vâng, lúc đầu là nghĩ bảo thả ấy thôi. Đây nhá, các bạn nhìn nhá. Đó. Rừng đẹp lắm, thoáng mát sạch sẽ. Nơi nghỉ ngơi thoáng em mát. Ở thôn nào? Chắc Lùng bể à? Lùng bể lên đây 4 năm cây đấy. Vâng, thế học đây tốt quá rồi. Bây giờ ở đây sạch sẽ như này, thoáng mát. Đấy. Đây, trang thiết bị phòng y tế. À. Đấy, các con đang gấp chăn. À. Vâng. Đang như kiểu biết yêu rồi sao ấy, nên là nước hoa cái thứ sặc sụa lên. Đây các bạn xem là đây là khu vực giường của Nam đấy. Qua đây thì chị Hà hiệu trưởng trường cấp 2 xã trung học cơ sở đấy, xã Kim Linh đấy, chị có muốn đôi lời cảm ơn đến chú Huỳnh Tấn Đức. Đã gửi món quà rất là ý nghĩa cho các con. Đấy, xin mời chị. Xin thay mặt cho các thầy cô giáo và các em học sinh ở trường trung học cơ sở Kim Linh, xin cái cảm ơn tình cảm, tấm lòng của chú Huỳnh Tấn Đức đã gửi tới các em học sinh 14 cái giường tầng. Và 14 cái giường tầng này sẽ là phục vụ cho các em, các em an tâm học tập tại trường để các em có kết quả học tập tốt nhất. Nhà trường cũng rất là mong nhận được cái sự quan tâm tài trợ của các cô, các chú, các bác để những cơ sở vật chất, trang thiết bị của nhà trường ngày một tốt hơn, phục vụ công tác giảng dạy của nhà trường ngày một tốt hơn. Và qua đây thì nhà trường vẫn còn thiếu một số cái giường tầng cho các em học sinh phòng nam. Rất mong các cô, các chú, các bác tiếp tục tạo điều kiện quan tâm để các em có những cái giường mới như là các cái giường tầng của các em học sinh nữ đã được trang bị. Xin cảm ơn ạ. Vâng, vâng. Cảm ơn chị. Vâng, chị Hà hiệu trưởng nhà trường cũng đã cảm ơn đến chú Huỳnh Tấn Đức. Đấy, và chị cũng rất mong được cái sự quan tâm của các cô, các bác. Đấy, có những cái món quà thiết thực nữa đến cho các cháu của trường trung học cơ sở xã Kim Linh. Đấy là tất cả những cái đồ hiện giờ đang ở trong này, từ chăn màn những thứ và những cái giá kia cũng là đều là kêu gọi từ nguồn xã hội hóa đấy. Các bác các cô về đây giúp đỡ đấy. Thế nên là bác nào còn giúp đỡ được nữa thì hãy điện cho Thắng để Thắng chuyển những cái món quà đó đến trường cấp 2 xã Kim Linh. Đây là Thắng đang đi cùng các anh chị là đi tham quan và cũng quay qua một vòng cho các bạn biết được về
khuôn viên và ấy của trường cấp 2 xã Kim Linh, trung học cơ sở xã Kim Linh. Tại vì hôm trước thì vào là vào buổi tối thôi, cũng chưa quay được hết rõ. Khu vực bên này là khu vực nhà ăn này. Đấy. Đây là đây. Các em phải tự đóng góp này, mỗi tuần là một bó như thế này. À. Để đây thì mới đủ để ăn đấy. À đây là các em là đi học là vác củi xuống, đóng góp về đây. Chung tay đấy. À đấy là các bạn biết rồi đấy. Đây là... Vì là chế độ ăn của nó rất là thấp. À. Đấy. À đây là nhà ăn à, tận đây dụng nhà, lại à? Đàn. Đây à? Xưa... Trước đây là phòng học hay là phòng gì? À. À đây là khu vực ăn uống của các cháu học sinh. À. À đây, à đây là cơm đã chuẩn bị sẵn đây rồi ạ. À. Đấy, rất là ngon cô ơi. Đây. Ngày xưa mình đi học là rồi rau ngót với cả đậu sốt, đậu sốt cà chua đúng sở trường của Tất Thắng. À đây là cơm của các cháu nhá, buổi trưa nay chấm muối. Rồi. Sắp xếp mọi thứ rất là khoa học để cho các em có một chỗ ăn, chỗ ngủ. Vâng. Nó vừa vặn đủ điều kiện. Sự nỗ lực rất là lớn của các thầy cô giáo đấy. Thế à? Nếu được cái sự đóng góp chung tay của các mạnh thường quân thì tất cả các cơ sở vật chất nó sẽ được khang trang hơn. Vâng. Các em sẽ có điều kiện tốt hơn. Vâng. Trước mắt thì bây giờ nó cũng chỉ ở cái mức độ là đủ và cái điều kiện tối thiểu cho các em. Vâng, rất là sạch nhỉ, đảm bảo. Cơm... Đây, trước đây nó là 3 phòng đấy hả? Sau đập cái tường này đi, xong kê dầm ở đây. À. Đây nó là cái phòng làm việc. Vâng, vâng. À, phòng lưu trú của giáo viên chứ. Phòng lưu trú của giáo viên. Vâng. À, thế đây là... Tận dụng lại của cái nhà của bưu chính viễn thông ngày xưa ở... Bưu điện. Bưu điện cũ ấy. À, bưu điện cũ, đây là cái nhà bưu điện cũ ạ. À. Xong đó là... Quá lâu năm rồi, giờ nó xuống cấp. Sửa sang lại, nó xuống cấp, nó sẽ 20 rồi. Vâng. Cái này mà tường này mà vẫn bị rột á? Mái. À. Đây cũng rất là sạch sẽ chứ. Bắt đầu là xuống cấp thì nhà trường rất muốn là có một cái mái chống rột ở trên. À đây là ngấm chưa rột xuống đây à? Đấy, nó sẽ hỏng hết hệ thống điện. À. Nên là không khắc phục được. À. Một cái mái tôn lợp ra để vừa chống nắng vừa chống rột thì nó sẽ khắc phục được. Vâng. Tôn trần thôi. Vườn rau đây đang ở trên... Năm nay nắng mưa nhiều quá. Nếu đúng không rồi. Mưa thì sẽ có một vườn rau xanh tốt rồi. Vâng. Đây là đang tra rau gì đây ạ? Đang rau cải. Vâng. Rau cải xong cũng được mất cả su hào. Các em đều phải là tự chăm sóc rau hết đấy. À wow, đúng rồi, đến đây ở. Bài bản. được ăn, được học rồi, được cả dạy khuyến nông ở trong này luôn. Đúng rồi. Sản xuất, lao động sản xuất gắn với nhà trường. Vâng. Đấy, đây đán dầu ở trước mặt này, cái núi có mây mờ mờ đây. Đấy. Đấy. Cái này là... Thế đây là, ở khu vực này là, đây quay qua cho các bạn này. Đây là nhà ăn này cũng đang được tận dụng lại. Các cô là... mặc dù là nó là cũ rồi nhưng mà theo quan sát thì các cô làm rất là sạch sẽ, đảm bảo đồ ăn, vệ sinh, thức uống. Nhưng mà ở ngoài hành lang thì nó mưa và rột và những cái góc này nó ngấm. Đấy. Tại vì nó cũ rồi. Đó. Đấy, quay. Đó. Rất là sạch, đảm bảo vệ sinh, ăn uống. Còn dưới này là bếp nấu ạ. À. Ờ vâng. Bây giờ mình mà làm được cái mái trồng lên trên thì tốt quá. Vâng. Nấu thì sạch sẽ quá nhỉ, trường. Nấu này để nấu. Vâng. Cũng sẽ đóng lại. À đây là khu vực bếp ăn của các con. Vâng. Chào cô ạ. Đây là những suất cơm đều được để ở trong những cái bát inox hết. Đấy. Đấy, rất là sạch. Thế bây giờ chỉ còn khoảng 5 phút, 6 phút nữa thôi. Là hồi trống đánh lên thì các cháu sẽ về đây được phát cơm và lên ngồi trên kia ăn. Cái bếp này cũng là tận dụng lại để mình làm thôi, chứ còn nếu mà để theo tiêu chuẩn thì nó chưa được theo tiêu chuẩn. À thế ạ. Theo tiêu chuẩn bếp một chiều thì chưa. Vâng vâng. Cái khu vực nấu nhưng mà nhà trường cố gắng đảm bảo nó sạch sẽ. Vâng. Sạch sẽ gọn gàng. Vâng. Còn đây là khu này được các cô giáo cho các cháu là rửa tay. Rửa tay. À, trước khi ăn. Còn bên này là một vườn hoa hồng rất là đẹp. Cải tạo từ cái hố rác lại để một vườn khu vực nhà vệ sinh thì theo quan sát thì quá là sạch và đảm bảo rồi. Nhìn rất là đẹp. Đấy. Đẹp chứ nói chung là nhà vệ sinh nó phải nói là đẹp đấy. Đây là khu vực bể nước.
Đấy, quay qua cho các bác biết rồi. À, khu vực trường rất là ngăn nắp và sạch sẽ. Đấy. Đấy. Nỗ lực rất lớn đấy. Vâng. Các thầy cô giáo. Đúng rồi, nhà. Nhà sạch thì mát, bát sạch thì ngon cơm mà. Khâu vệ sinh thì lúc nào phải đảm bảo. Vâng. Cái mái này mà có một cái một lượt lợp nữa, tôn nữa thì quá đẹp nhỉ. Thì nó không bị giò nước à? À đây chống đánh ăn cơm đấy à? Hay là như nào? À chống nghỉ à? À thế à? Các bác sẽ được xem các cháu về đây là nhận cơm ăn cơm nhá. Đó. Lại nhớ lại cảnh sinh viên ngày xưa, nhưng mà sinh viên ngày xưa thắng đói lắm. 2.000 suất cơm. không có cơm thịt này ăn. À, trước khi ăn là các con thì phải về đây vệ sinh cá nhân trước. Đấy. Ruột tề. Con anh Nhu đi học còn phải đi xuống tận Thái Nguyên học rồi nhỉ? Bé năm nhưng 10. Mà năm ngoái, lớp 10. Năm ngoái là cũng học ở đây. Gia đình đều phải đóng góp củi hết. Thế ạ? Thì chế độ ăn thì của nó mới lên được. Vâng. Có thì mới đảm bảo được. Đúng rồi. Thế là các hộ gia đình ở đây là vẫn phải đóng củi về đây. Đúng rồi. Để cho nấu cơm. Để cho nấu cơm. Thì các con mới có học hành được. Đúng rồi. Đấy. Bây giờ là đổ nước vào các xô để cho các con rửa tay. Không chỉ là làm máy cốt, làm thủ công nữa thôi. Đây rồi. Đàn chim sẻ đang kéo về đây rồi. Đây nhá, những mầm xanh tương lai của Kim Linh nói riêng, rửa tay, cũng như tỉnh Hà Giang, cũng như là Việt Nam. Đấy, những các cháu bé đấy. Đến giờ này đã được về đây rửa tay sạch sẽ rồi ăn cơm. Đấy. Những năm gần đây nó còn to to tí đấy chị Hà nhỉ. Trước là bé còi lắm à. Bé lắm. Suy dinh dưỡng. Đây. Giờ chế độ tốt hơn tí. Đấy, các con về đây là nhận cơm lên để ăn cơm. Đấy. Nắm đầu phụt phụt. Nhanh nên là nò mỏ mới là nhẻn háng. Vú à? Chào. Hoàn quá. Rồi rồi. Nè, đán dầu à? À đấy, đán dầu 2 đấy. Đúng rồi, các cháu rửa tay. Rua tề. Nó mỏ. Nó mỏ mới là nhẻn háng. Tiếng của anh Du, Nhu. Cái này thì ở đây thức ăn này thì có ai đã về đây giúp đỡ về thức ăn cho các con chưa? Thức ăn các con có chế độ. Có chế độ à? 0,4 một tháng các con được hỗ trợ tiền ăn là 596.000 một tháng. 524 ngày. Vâng. Sáng trưa chiều tối. Ba bữa mà thế thì quá thấp. 500.000 chế độ quá thấp nên ra là đúng rồi, tại vì họ ở đây cả đêm mà nhỉ. Cả bữa sáng luôn đó cơ. Không đóng phải cân đối là chúng cân đối để đảm bảo cái bữa cho em. Không đóng góp củi mà nấu bếp ga nữa là không đủ rồi. Chỉ có ba bữa mà là 596.000 thì một tháng. Ba bữa. Gạo thì được hỗ trợ theo chính phủ là 15 cân một em. Gạo thì các em ăn đủ. Vâng. Cơm thì đủ để thức ăn. Cái tiền 596.000 thì mua thức ăn. Vâng. Ăn bữa sáng. Vâng. Sáng mì tôm. Mì tôm bún đàng hoàng. Vâng. Đấy. Đán dầu ấy, nhìn cái biết ngay.
Xấu hổ. Đám giàu. Đấy, các con đã lấy hết cơm rồi. À, đấy. Vâng. Vui quá vui. Vâng. Đây này, bàn này vẫn còn đông mà. Không, bàn của họ. À, cái này là phân nhau chỗ ngồi rồi à? Không, các bạn thích ngồi theo nhóm. À, thích ngồi theo nhóm. Đấy. À. Các vào chỗ đấy. À. Ngủ hết mà không thừa đâu thắng. Vâng, vâng. Rất đoàn kết. Vâng. Ngoan, 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 ngoan. Danh danh. Mầm non tương lai của đất nước. Vâng. Mầm xanh. Đủ chưa chị? Ổn định chưa? Các con bắt đầu thế nào? Chúng em mời cô ăn cơm. Nào, mời lại nào. Mời lại nhờ. Chú này chú nào biết không? Đã thích mời chú Thắng à? Mời các chú ăn cơm. Chúng cháu mời các chú ăn cơm. Ơi, ngoan quá. Chú Tóc Thắng nhá, còn đây là chú gì biết chưa? Rồi. À, rồi, em ăn cơm đi. Rồi, rồi, rồi. Thôi, các con ăn cơm đi nhá. Mời các em nhá. Rồi.